Lâm on cài cổ rộng nâng chùm rệp xúa, ớt lột lột xây nẹ nền cả nhà nâng bởi mật tiền ớt nế chia tì mê trời. Đạch phá ngà. Cái rối bị khớn cùng nú mùi sinh lật ní. Sạp tái đa ra chùm riêng lục khêm loàn mót bạp nịt thà. Chà, thà tớ mới chá rụp nị dây bạp ná. Cái rối bị ban khớn vì chà tớ có rụp ní. Cú rụp chánh. Tớ trên chấn, ai lời dân tạm đàn bồ rộng mên lùm ớt tiền ớt nế. Phúc mái bom ổn bất chìa sổ đa ra chùm riêng miền xâm lĩnh xóa cư lục khêm. Dân nam mình lục khêm tành tài tự tuột bàn cả con trâu cấp bút vì xâm nặng mùa hà chốn có đôi chế mệnh dịu vụ vầy phóng đầy. Tam rùi dạ tệp cổ xóa lỡ rộ bọt lồn. Sắp thay ní lục bán, ruột nớ khăn ông phần lực tự cảm thầm ấy. Đại lục cằn tài chốc cháy chứ mùi vị sai xa lập bạc. Lực bình nịch tự tiết lô cổ bàn khai tự chế mà chạp hồ chế nê thán. Đam tuấn các tông xanh đô la phóng đầy. Đội bàn xâm phốt cao p Bên thầm mấy đi, đòi mình bộ cô lập bày lập bấy có đôi chía, đà ra lập bày chia chả đoán đuống bàn cho ruộm thơ vơ ôi cam vị thế căn tay ạ thực ạ thòm tiệt phong. Đói phô chân nê thà nút mình chung mũ thá thì ẩn vầy. Đòi lái ở vầy đà lưu ôi chạp ở rộng nút kà bì bèl thầm mấy ní đòi dùng tam Facebook rô bọt đà ra chôm riêng rụp nịp tuấn. Bạn bằng hò rụp mùi xinh lắc đà lập bằng hàng bì cùng nú rô bọt lồn. Trơ bán, phèn chê nẹ cú. Mơ tư tức đáy mình bạch nị dễ tài mà đồn. Đòi nợ khăn nút lúc khém có bàn xa xế thà. Vị chật tờ có ới cùng bạch cụ ấy. Ô cốn đòi chiền cùng nút đầy ếch nắng cả đầy sở lành. Bất chìa plek cao sập đờ kỳ tài mà đồn. Cái rối bị khớn mà chả rụp tốn nị dễ bạp nít thơ vơ ở phần chế chấn tục xâm nợi mình bán. Chốt comment bệt cực này nè khách có bạn bằng áp ai đó rộ bọc luôn thảm tiết phong. Chà, vì chất tờ có ấy, cùng bạch cụ ấy. Cứ thả đầy ấy tay mà đón. Cụ chanh lục khếm. Mình đang thả đôi bồn màn phệ rồi tay bóng bồn. Tôm chuối bằng chanh một tệ mà nẹ mùi phong. Ở đây đã xong khăn nụ. Mới chả rụp khơi hơi, sao sao quá tiền. Thả chế vì chất tờ có đầy ấy. Hơi ở đây đã nên khi nhầm chạp ở rộng trên cây nụ. Vì chất tớ có, khai nẹ mơ lọt sqoal thai chìa nẹ ná, thêm tiếng bành chạy chmú lục hềm thèm tiết phong. Mơ lhới tốt xâm nợi mình chọn chôm. Chà hơi tệ tôn nâng bồ rùm mình đi đáy có xô mình chọc tại trâm nỉ. Anh lỡ dừng nghệ mục tạm đán bồ rùm mình chìa bằng tỏ tiết đà tệ tôn tớ nâng. Cái đầu. À đất bì thi có, lục phô sụp hà nâng. Trâu bán xâm mặt tớ cánh bằng chùm tớ xa lạ đồng bông rịt thân đi phân bình. Bẹ bón nâng cả rồi nấy. Đó mình là ổ mùi. Chà thà tớ ạ đất bì thi co rụp này. Bạn bảo bật bọt lầm mực ở quầy nú ai lời dân tam đán bố rô miên lũng ất tiền ọc nìa. Rì thị ní phần nụm bình. Công lắng xe mà tự cạch bảo mô toán công rạch xe ràl này xe nông gà rô thà nô cô bán. Rì thị ní phần nụm bình nở rửa xìl thang ai tị đập rạm bí khai bà chá chá nằm bì bòn mô phây ní bàn bàn chun khuôn. Ả đất bì thi co mùi rụp đà thọ miên chm Một cánh sẽ là đồng bồn rịt thân đi phân bình tạm đầy cả bằng quốc ở nôm khuôn ở rộng bò chàng cọng sợp xúa, lột vắn sàn vị xôn. Cá nôm khuôn bị thị co cho mục phô sắp hàn lật một cánh tù là cá này cứ thua lãng bằng tòa bị tự tù bàn đầy cá xoan đi than bằng chôn rướng, ối sợp xúa rộng bò đồng nàng ai cá. Đói chọt bảo cánh lời cho mục phô sắp hàn lật bị bón mến bòm bình tạp bằng cách trong bốn ốc bà có đạt bàn chuẩn đổ bàn. Bảo bất tớ nơi rịt thân đi phân bình cả lòng lóng, thằng ai tị đọc ra mối khai mị thọ nát cho năm bì bòn một phầy. Bắt lâm ớt bởi một tuần đặt bàn cháy nhỏ và đoàn tiền tốt tam bài nhạc mê trá bì rồi xàm sập mùi. Chắc bác đầy bí ốc bác đặt bàn chùi đồ bán, nâng cá liên xâm án sạch bạ. Xâm mát tư cánh bàn thuộc cả khuất khốn chân xong xài châm nôn mà nè, cả bị thằng ngày tì đập bà mũi khai bí chá cá cho năm bì bòn một phây. Nơi châm nói hàng cà phê Amazon, phá lâu bà mân đi vốn xong cát xa chó khăn đồn bánh rịt thân đi phân bình. Bì bót mình bấm bánh cắt tắp bác châm bù ốc bác đặt Bà bất nữ rịt thân đi Phnom Penh, tam đầy cá bằng quạp ôi nôm khuôn lên mùi bọn bầy rối, khô mùi đó, cho nổ cho thằng ngày tìm một phầy bạm bún khai ca nhá cho năm bì bọn một phầy. Chanh đói lục văn xanh bị xót chào cỏng sợp xúa xa la đông bốn rịt thân đi Phnom Penh. Lúc phô xô phá nứt phê bó ai dụ xài xa buôn cho năm chôn chết khám ai múc rộ bó bên này chứ có. Tí lùm nấu bà chọc bón, bà tét khám mên lệch phá lợi bê tống, phùng trọ bèn thlấn xong cạch chôm chào bí khăn bô xanh chế rịt thân đi Phnom Penh.
បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានការិយាល័យកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ចាមានរឿងទៀតហើយបងប្អូនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលឃើញព័ត៌មាននេះអតីតពិធីករលោកផូសុផានិនត្រូវបានសមាជិកបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងចាញ់សែកស្អុយបងប្អូនដែលចេះច្បាប់ច្រើនប្រកាសជាអាចយល់អំពីរឿងសែកស្អុយនេះហើយ នាងខ្ញុំក៏មិនសូវយល់ច្បាស់អំពីករណីនេះដែរដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនគិតយ៉ាងណាយល់យ៉ាងណាសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមចុចតែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា